always on my mind, all day, just all the time. You're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams, we kiss in every scene. I pray to be with you through rain and shining. Là yêu thương ở sớm chiều.
trước khi 6 tháng để gia đình ngày hôm nay đưa đón những lễ vật qua nhà gái để làm lễ ăn hỏi. Xin Chúa và mẹ Maria tuôn đổ mọi muôn lành ơn phúc của Thiên Chúa ban cho gia đình chúng con, đặc biệt cho đôi tân hôn mới ngày hôm nay được mọi chuyện diễn ra thật tốt đẹp và suôn sẻ. Bây giờ chúng ta hiệp một ý cầu nguyện cho hồn tiên nhân. Chúa con và Đức Chúa Thánh Thần, nghe con Chúa vô cùng và bây giờ và có và thời gian cùng. Amen. Tình yêu
đôi môi hồng ôi ngát thơm ta bên em mãi thôi. Ngày vui đã đến viết câu yêu thương màu tím, ngàn đời bên nhau ngất ngây gửi thơ hồng vào áng mây. Có đôi lời phát biểu trong buổi lễ đính hôn ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời vị đại diện. Kính thưa quý vị họ nhà gái, lời đầu tiên phái đoàn họ nhà trai chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể quý vị hiện diện nơi đây. Về phía gia tộc nhà tôi cũng xin chân thành xin đón tiếp nồng nhiệt, thắm tình thắm nghĩa mà quý vị đã dành cho khách đoàn nhà trai chúng tôi ngày hôm nay. Xin cho một tràng vỗ tay. Kính thưa quý vị, tôi xin giới thiệu thành phần tham dự ngày lễ anh hỏi cho hai cháu Hoàng Thái và Uyên Vi ngày hôm nay. Về phía họ nhà trai, tôi tên Hùng là chú của cháu Hoàng Thái, đại diện cho quý tộc họ nhà trai. Kế đến tôi xin giới thiệu ông bà Truyền là thân sinh ra cháu Hoàng Thái. Xin quý vị cho rằng có thầy. Và người tôi giới thiệu kế tiếp đây là bác Hoài, gọi là bác cả của bố cháu Thái. Và kế đến là bác thọ gái tên Vân cũng là chị của bố cháu Thái. Và kế bên là bác Hiệp là chị của mẹ cháu Thái. Và cuối cùng là bác Tuyên vừa là anh rể của mẹ cháu Thái mà cũng vừa là anh bác của ông Truyền. Kính thưa quý vị, gia đình gia tộc nhà chúng tôi hôm nay còn có rất đông đủ cô dì chú bác cậu mờ anh chị và các cháu đang hiện diện bên ngoài. Xin trân trọng kính chào quý vị. Xin gửi lời mình cà đồ cho quý đại diện họ nhà gái giới thiệu. Xin cảm ơn những lời chào chân thành của vị đại diện họ nhà trai. Giờ đây tôi xin được phép thay mặt cho họ nhà gái xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý vị họ nhà trai một lời chào trân trọng và quý mến. Kính thưa quý vị hai họ, hôm nay hai gia đình chúng ta và cùng với quý vị cha bác hai gia đình chúng ta hiện diện nơi đây để hân hoan vui mừng tham dự buổi lễ đính hôn của hai con chúng tôi là cháu Nguyễn Mai Uyên Vi và Đặng Hoàng Thái. Xin được biểu hiện niềm vui này bằng một tràng pháo tay thật giòn giã. Vâng, tôi xin cảm ơn toàn thể quý vị. Giờ đây tôi xin được phép giới thiệu thành phần họ nhà gái chúng tôi. Trước hết, tôi là Nguyễn Văn Sĩ, bác của cháu Uyên Vi. Kế đến xin được giới thiệu ông bà Nguyễn Văn Thế là thân sinh của cháu Uyên Vi. Xin mời hai em đến đây và là chủ hôn họ nhà gái. Rồi về phía bên nội của cháu Uyên Vi thì trước hết là có anh Soạn. Xin mời anh
là bên nội của cháu Uyên Vi. Kế đến là bác Mùi, là bác của cháu Uyên Vi. Rồi xin được giới thiệu bác Đào, cũng là bác của cháu. Bác Đức. Rồi hai bác Hòa, bác Hòa gái chắc ở ngoài. Rồi kế đến là bác Hiền, hai bác Hiền chắc ở ngoài. Và còn là chú Tín Công, chú Tín Chính, đó là về bên nội của cháu Yên Vi. Và bên ngoại của cháu Yên Vi thì bây giờ lớn nhất có, đó là xin được giới thiệu bác Sắc, tức là bà bác của cháu Yên Vi. Rồi kế đến là xin được giới thiệu là bác Vân, tức là bác của cháu Yên Vi và là bà xã của tôi. Rồi kế đến xin được giới thiệu cô Mở Trình Phượng, là cậu vợ của cháu. Rồi chú gì Minh Hiền, chú gì Tài Uyên và cậu vợ Toàn Ân, đó là về phía họ nhà bên ngoại của cháu Yên Vi. Và giờ đây họ nhà gái chúng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ, giờ đây xin được nhận lời lại cho vị đại diện họ nhà trai. Xin kính mời ông. Cảm ơn vị đại diện họ nhà gái giới thiệu thành phần tham dự của quý tộc họ nhà gái rất đầy đủ. Họ nhà trai chúng ta cho một tràng pháo tay nữa ạ. Thưa quý vị, các cụ có nói trai khôn thì dựng vợ, gái lớn thì gả chồng. Hai cháu Hoàng Thái và Uy Vi của hai gia đình chúng ta cũng không ngoại lệ. Từ khi hai cháu quen biết, tìm hiểu, yêu thương và hôm nay là hai cháu chính thức lên vợ lên chồng, các cháu cũng đã về thưa truyền với hai gia đình. Và từ đó giữa hai gia đình ông bà Thế cũng như ông bà Truyền đã nhiều lần gặp gỡ, trao đổi bàn bạc. Và chọn hôm nay là ngày lành tháng tốt, cho phép họ nhà trai chúng tôi đưa một số lễ vật sang đây để làm nghi lễ an hỏi cho hai cháu. Thưa quý vị, mục đích lễ an hỏi ngày hôm nay, gia tộc chúng tôi muốn cháu Uyên Vi, cháu của quý vị, về làm cháu của gia tộc chúng tôi, làm con của ông bà Truyền và là bạn trăm năm của cháu Hoàng Thái, cũng như cháu Hoàng Thái của gia đình chúng tôi đây cũng là con là cháu của quý vị, cũng là bạn trăm năm của cháu Uyên Vi. Xin quý vị cho tràng pháo tay. Để tiếp tục về phía họ nhà trai, chúng tôi sẽ giới thiệu những lễ vật chúng tôi sắp giới thiệu ở đây. Đầu tiên là tôi xin giới thiệu đây là có khay rượu dầu và có chầu. Kế đến là tôi xin giới thiệu đây là trà rượu. Kế đến là chầu và cau. Và hôm nay đây là một cái bánh kem rất là đẹp và ngọt ngào cho tình yêu của hai cháu. Và kế đến đây là một và thưa quý vị, ở đây tôi thấy là có hai phong bì thư và một số nữ trang đang ở trong cái quả này. Và kế đến là cũng là ngũ quả trái cây. Và đây cũng ngũ quả trái cây và đây là hai quả bánh. Thưa quý vị, những lễ vật mà chúng tôi mới giới thiệu cho quý vị hôm nay, đầu tiên là chúng tôi muốn dâng lên cho ông bà tổ tiên, sau là trình cho quý tộc nhà gái, cuối cùng đây là thể hiện tấm lòng của ông bà Truyền đối với ông bà Thế trong ngày hôm nay. Xin quý tộc họ nhà gái chấp nhận lời đề nghị của phía tộc họ nhà trẻ chúng tôi. Xin trân trọng. Kính thưa toàn thể quý vị hai họ, hôm nay họ nhà gái chúng tôi rất là hân hạnh, vui mừng được quý vị, vị đại diện cũng như toàn thể quý vị họ nhà trai đến chúng ta gặp gỡ và tổ chức buổi lễ đính hôn cho hai con của chúng ta. Và những lễ vật quý vị mang đến qua vị đại diện vừa trình bày, chúng tôi nhận thấy rằng tất cả nói lên tình thương yêu
của cha mẹ, của dòng họ, họ nhà trai đã dành cho hai con của chúng ta. Đó là niềm vui, và chúng tôi hy vọng rằng sau cái buổi lễ đính hôn này, hai con Uyên Vi và Hoàng Thái sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc, một vợ chồng yêu thương và chung thủy với nhau trọn cuộc đời. Một lần nữa, họ nhà trai chúng tôi rất là hân hạnh được đón tiếp những lễ vật của họ nhà trai mang tới. Chúng tôi xin đón nhận trong tinh thần yêu thương, và đó, tất cả đó là những tâm tình của họ nhà gái chúng tôi xin gửi đến họ nhà trai. Cảm ơn lời phát biểu của vị đại diện họ nhà gái, cũng như quý tộc họ nhà gái đã đồng ý gả cháu Uyên Vi cho cháu Hoàng Thái của gia đình chúng ta. Và cũng từ giờ phút này, cháu Hoàng Thái cũng là con rể của quý tộc họ nhà gái. Vậy xin mời cháu dâu của chúng ta trình diện đến tất cả quý vị hai gia đình đang có mặt ở ngày ở quý tộc ngày hôm nay. Xin trân trọng. Giờ đây xin mời mẹ đỡ đầu của cháu, cũng là dì ruột của cháu, đó là dì Tâm, xin dẫn con ra để chào hai họ. Xin tất cả chúng ta cho cô dâu một tràng pháo tay thật giòn giã. Và chúng ta chứng kiến một phòng hạng rất tuyệt vời. Đây chính thức là đôi yêu đương trẻ đẹp nhất ngày hôm nay. Và thưa quý vị, cũng giây phút trọng đại, quý báu và rất là nhiều khoảnh khắc đẹp của ngày hôm nay. Xin trân trọng mời hai mẹ, mẹ chồng và mẹ vợ, hai bà đứng lên sân khấu. Thưa quý vị, đây là một cái tấm chân thành của quý tộc họ nhà trai chúng tôi muốn gửi gắm đến quý tộc họ nhà gái. Thực sự đây là một hai cái phong bì, một cái là xin lễ cho ông bà tổ tiên, và một cái là lòng thành của ông bà truyền đối với ông bà thế trong buổi tiệc cưới tối nay. Xin hai bà trao cho nhau. Xin quý vị cho chàng bóp tay ạ. Vâng, đây thưa quý vị, đây tôi nhận thấy trong đây là có một cái kiềng bằng vàng. Kế đến đây cũng là một cái lắc bằng vàng. Vâng, có gì đâu hết bác ạ. Và đây là một cái bông tai. Giờ bây giờ xin mời mẹ chồng sẽ có những cái món quà kỷ niệm, cũng là một cái mối tình mẹ chồng đối với con dâu ngày hôm nay. Xin mời chị đem cho cháu cái gì đây. Thưa quý vị thấy khoảnh khắc đẹp không ạ? Mẹ chồng trao cho nàng dâu của nhà mình một đôi bông tai rất là đẹp. Và mẹ chồng thầm nói, hai cái tai của con từ ngày hôm nay không được nghe lời mật ngọt nào ở bên ngoài, chỉ nghe mỗi con trai của mẹ, đây là cháu Hoàng Thái thôi ạ. Xin quý vị cho chàng có tay ạ. Và đây là giây phút mà gia đình chúng tôi
đã trao quà cho cháu xong, thầy xin nhường mic lại cho vị đại diện họ nhà gái, xin kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị họ nhà trai, họ nhà gái, chúng tôi rất là vui mừng và hãnh diện khi con của chúng tôi, cháu của chúng tôi đã được quý vị trang điểm rất là lộng lẫy, xứng đáng trở thành một người con, dâu, một người cháu ngoan hiền của gia tộc họ nhà trai và là một người bạn trăm năm thật đầy đủ của cháu Hoàng Thái. Thì giờ đây gia họ nhà gái chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị họ nhà trai và chúng tôi xin được nhận những lễ vật mà quý vị họ nhà trai mang tới để chúng tôi xin phép chuyển vào trong và chúng tôi xin gửi lại một chút gọi là lạnh loại quả cho quý vị họ nhà trai. Và rồi sau đó thì thời giờ cũng không còn nhiều thì chúng tôi xin phép là xin mời toàn thể quý vị hai họ, họ nhà trai và họ nhà gái chúng ta dùng nước trò chuyện và chuẩn bị chúng ta tiến lên thánh đường giáo xứ Tân Mai để cử hành thánh lễ vào lúc 3:30. Vâng, đó là giờ bắt đầu thánh lễ thì chúng ta cũng lên sớm trước một chút để cho các cháu có chụp hình. Đó, xin mời quý vị chúng ta tiếp tục dùng nước và các cháu đưa vào bên trong để chúng ta. Trên mây ngàn đôi tim con hoa khúc
trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo. Chiều hôm nào tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước nắng tôi cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, khấn xin mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao. Mai sau đây gặp lúc phải âu sầu, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ. Hay khi nào hạnh phúc đến dâng đầy, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến chớ che đời con. Chúng con chúa tuần chúa, chúng con chúa tuần chúa.
và dâng lời cảm tạ. Vì hôm nay con mồ Chúa đã lên trời vinh hiển, là thủ lãnh người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào nước Chúa, khiến chúng con là những chi thể của người, nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng người hưởng phúc vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiển nhân với Chúa Thánh Thần để muôn tuồng muôn đời. Bài trích sách Cơm Đùa Không Đủ. Hỡi Theo Kinh trong quyển thứ nhất, tôi đã vừa mời tất cả những điều Đức Giê-xu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày người lên trời. Sau khi căn dặn tông các công đồ, những kẻ người đã quyền cho dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, sau cuộc thương phóng, người đã bỏ cho các ông thấy người vẫn sống và nhiều bằng chứng. Người đã hiện ra với các ông trong khoảng 40 ngày và đàm đạo với nước Thiên Chúa, và trong một bữa ăn, người đã ra lệnh cho các ông và Ngài vẫn đang hiện diện, Ngài đồng hành với chúng ta trong
đang mồ côi. Thưa anh chị em, Chúa về trời để rồi Ngài dọn chỗ cho chúng ta, và Ngài đón các môn đệ hay Ngài trở lại đón các con về với Thầy. Thưa anh chị em, ngày hôm nay có hai đôi tuần hồ đến trước bàn thờ Chúa, thì chúng ta thấy rằng là cái mục đích của hôn nhân gia đình cũng chính là gì? Để rồi cùng dìu nhau, cùng nắm tay nhau và cùng giúp nhau lên thánh. Cái mục đích hôn nhân của người Kitô hữu chúng ta không chỉ dừng lại ở là trên là hết, không chỉ cầu chúc cho anh chị là nắm tay nhau đến trọn đời, đến đầu bạc răng long là đủ không, mà làm sao đời sống hôn nhân là gia đình phải cầu chúc làm sao đó cho vợ chồng, cho cả gia đình kết thúc làm sao cứ cùng đến đời người phải làm sao hạnh phúc ở trên thiên đàng hết. Không có vậy thì chồng ở trên thiên đàng vợ xuống hạ ngục, hay là vợ lên thiên đàng chồng lo xuống hạ ngục, không. Làm sao cả nhà phải làm sao được lên thiên đàng. Cho nên trong nhân với hôn nhân, mục đích của hôn nhân tôn giáo là cái gì? Là cho đời yêu thương nhau, sinh sản và giáo dục con cái, cùng giúp nhau đến thánh. Nhiều khi mà tìm hiểu nhau, khi mà đang là bồ với nhau đó, thì trong mắt anh thì em là tất cả, em đẹp lắm như công chúa vậy, cũng như là trong mắt em thì anh như hoàng tử, không thấy một lỗi lầm gì. Nhưng mà khi mà lấy về rồi với hơi ôi, con người chúng ta nhân tố bảo đó là nhân vô thập toàn, không ai là người hoàn hảo, không ai là người hoàn hảo, đúng không? Đấy, đúng rồi, chỉ đều là gần mình. Đúng đầu trong chúng ta có người có những điều tốt, nhưng mà không có là cái xấu, không có những tính xấu. Cho nên là lập gia đình kết hôn với nhau để làm gì? Là để giúp đỡ nhau, để rồi cùng giúp nhau nên tốt, cùng giúp nhau nên con người hoàn hảo, cùng giúp nhau nên thành. Cái đấy mới là quan trọng chúng ta. Cái đấy mới là quan trọng. Và chúng ta thấy, nhìn vào nhau chúng ta thấy mình phải chấp nhận con người cái khuyết điểm của mình. Con phải nhìn thấy khuyết điểm của bạn để rồi con giúp đỡ và cùng giúp nhau nên thành. Cùng giúp nhau nên thành. Cho nên hôm nay chân gửi cho cộng đoàn đặc biệt với hai đôi nhân của chúng ta một mẫu gương, một gia đình. Chắc là chúng ta đều biết đó là gia đình mẹ thánh Monica. Nhớ không ạ? Ừ, đúng rồi. Gia đình mẹ thánh Monica. Monica là một người công giáo, lấy chồng là Patricio là một người ngoại đạo, con người nóng nảy bạo lực gia đình. Một người chồng cộng bằng tính nết nóng nảy như vậy, nhưng mà mẹ thánh Monica luôn kiên nhẫn chịu đựng và tha thứ, kiên nhẫn chịu đựng và tha thứ. Một người vợ như vậy. Và Monica chia sẻ luôn cầu nguyện, cầu nguyện cho chồng, cầu nguyện cho con cái. Và để rồi chúng ta thấy cuối cùng gia đình thế nào? Từ là một gia đình mà chồng ngoại đạo, từ một gia đình đứa con tệ nạn xã hội, ăn chơi chuyện đạo, cuối cùng là gì? Cuối cùng là một gia đình gì? Chồng đã trở về với Chúa trước khi qua đời. Và người con đó cũng đi đồ, từ là một chàng thanh niên tội lỗi như vậy, chống lại nhà hội, chống lại Thiên Chúa, sau này đã được lừa tội khi 33 tuổi. Và rồi Augustino chúng ta từ một tội nhân đã trở nên một thánh nhân, trở thành tiến sĩ của hội thánh. Chúng ta thấy vậy thì mẹ Monica đã làm cho cả gia đình mình đến thánh. Vậy hôm nay cha gửi cho chúng con đặc biệt hai đôi giờ hồ mẫu thương đó, để rồi như hôm nay chúng con đến cùng đích đời của chúng ta, không phải ở trần gian này đâu mà hạnh phúc nữa chứ. Làm sao chúng con hãy nắm tay nhau, làm cho chúng con cả gia đình chúng con phải để sau này được hưởng hạnh phúc nữa chứ, quê hương tích cực trên trời. Cho nên hôm nay lễ cưới của chúng con vào ngày lễ Chúa Thánh, lễ Chúa Thánh Thiên về trời, để chúng con luôn luôn ý thức cùng đích của mình như vậy, để rồi chúng con phải cố gắng hàng ngày cầu nguyện cho nhau, nâng đỡ nhau và làm chứng nhân cho Chúa trong gia đình của mình, cho cuộc sống ở những gia đình của mình, để chúng con chính đời sống của con để trở nên đời sống chứng nhân, để qua chúng con mà nhiều người tin vào Chúa và yêu mến Chúa hơn. Amen. Các con cùng nhau đi hạ thờ để ý muốn kết hôn của các con bằng đường Chúa cổ tố bằng một ấn dấu linh thánh, chính hoàng thừa các viên của hội thánh và cộng đoàn.
Trước khi tôi thăm trò thay ba phút làm cho tình yêu phu phụ của các con và dù quý linh đặc biệt và làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng quý linh thánh tẩy và thánh nhiên các con. Bởi vậy trước mặt hội thánh, cha hỏi các con về ý định của các con. Em Vinh Sơn Đặng Hoàng Thái và chị Maria Nguyễn Mai Vinh Vinh. Các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời chúng hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con gái Chúa Giê-xu và giáo dục chúng theo lời Chúa Kitô và Hồng Thánh không? Thưa có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nói như thế nào? Nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh Vinh Sơn đã bàn bạc với anh em Maria Nguyễn Mai Vinh Vinh là vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em. Khi tình thương của Chúa Thánh Thiên em, khi mạnh khỏe của Chúa đau yếu để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Maria Nguyễn Mai Vinh Vinh xin Chúa tỏ lòng nhân hậu cho tin sư của các con được tỏ lành trước mặt Hồ Thánh và xin Chúa tôn độ phục lành một ngày trên các con. Sự tỉ tin Chúa kết hợp là người không được phân ly nào bao nhiêu tôn Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn cưới này mà các con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. trong sự hợp nhất của Chúa.
chúng ta hãy tha thiết yêu cầu phúc lành của Chúa xuống trên hai cặp vợ chồng này. Xin chính Chúa ban ơn trợ giúp phù trì những người Chúa đã làm cho nên phong phú nhờ vinh đức hôn phối. Lạy Cha Chí Thánh đấm tạo thành toàn thể thế giới, Cha đã dựng lên người nam và người nữ giống hình ảnh Cha và đã uống cho cầu toàn của họ được tràn đầy phúc lành của Cha. Chúng con khiêm tốn lại xin cho những tôi tớ Cha đây hôm nay được liên kết với nhau nhờ vinh đức hôn phối. Lạy Chúa xin tuôn đổ chan hòa phúc lành của Chúa xuống trên các chị Maria, Nguyễn Mai, Nguyên Vi và Catalina, Chu Hoàng, Tuyết Anh và các bạn chăm nom của chị là Vinh Sơn, Đặng Hoàng Thái và Lorenzo Phan Thanh Tùng. Xin Chúa dùng quyền lực thánh thần của Chúa từ trên cao đốt nóng tâm hồn anh chị để khi vui hưởng sự trao hiến cho nhau trong hôn nhân, anh chị biết dùng con cái điểm tô cho gia đình và làm cho hội thánh được nên phong phú. Lạy Chúa xin cho anh chị biết thở khen Chúa khi vui, tìm đến Chúa lúc buồn, khi lao nhọc được vui mừng vì có Chúa hiện diện phù trì, lúc ngặt nghèo cảm thấy Chúa gần bên xoa dịu. Xin cho anh chị biết cầu nguyện nơi cộng đoàn thánh thiện và làm chứng cho Chúa nơi trần gian, để sau khi được cùng với đông đảo bạn bè bao quanh vui hưởng tuổi già diễm phúc, anh chị được đạt tới nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Trọn đời xin cho chàng sẵn lòng muôn
Thiên Chúa bao là tuyệt vời. Nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chung câu ân tình xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin trọn tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con ngay khi còn ở dưới thế được đến từ phúc lộc quê trời. Xin cho lòng chúng con luôn hướng về Chúa là nơi Đức Kitô vì tổ lãnh của chúng con đang hiển trị, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em.
Tonight.
Thank you.
khấu là sự hiện diện của cặp đôi được mong chờ nhất ngày hôm nay. Hãy cùng chúc phúc cho họ bằng những tràng pháo tay thật to và đông nhiên. Quý vị thân mến, và để có được cặp đôi hạnh phúc với nụ cười rạng rỡ mà quý vị đang chứng kiến trên sân khấu, thì không thể nào không nhắc đến sự hiện diện của những nhân vật cũng vô cùng quan trọng. Họ là tiền đề hạnh phúc để có được chú rể và cô dâu của chúng ta ngày hôm nay, là những bậc làm cha mẹ. Giờ đây bằng tất cả sự kính trọng, chúng tôi xin phép giới thiệu và kính mời lên sân khấu đại diện từ hai phía gia đình. Đầu tiên về phía họ nhà gái, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thế và bà Mai Thị Minh Thảo là song thân của cô dâu. Hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để chào đón đại diện họ nhà gái. Là song thân của chú rể, hãy dành những tràng pháo tay lớn hơn nữa chào đón đại diện họ nhà trai. Sự kiện trọng đại này của chú rể và cô dâu. Giờ đây chúng tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời chia sẻ đến từ đại diện của hai bên gia đình. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời hai vị đại diện đến từ sân khấu, bác sĩ đến từ họ nhà gái và bác Hùng đến từ họ nhà trai. Một tràng pháo tay thật lớn chào đón hai vị đại diện của quý vị. Cũng như đại diện của bên ngoài nhà trai, chúng ta cùng lắng nghe những lời chia sẻ đến từ đại diện của nhà gái hôm nay. Xin mời bác sĩ. Xin được kính chào toàn thể quý vị họ nhà trai. Kính thưa quý vị họ nhà gái, kính thưa toàn thể quý khách. Thay mặt cho họ nhà gái, lời đầu tiên chúng tôi xin chân thành gửi tới toàn thể quý vị đang hiện diện trong tiệc cưới vô quy hôm nay một lời chào trân trọng và quý mến. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay là một ngày hạnh phúc, một ngày vui mừng của hai gia đình chúng tôi khi thấy rằng hai con Uyên Vi và Hoàng Thái đã trưởng thành. Được sự chấp thuận của hai gia đình, hai con đã quyết định tiến đến hôn nhân để được chung sống trọn đời bên nhau. Vâng, và chiều nay tại Thánh đường Giáo xứ Tân Mai, trước sự có mặt của cha Vinh Sơn chủ sư cùng với toàn thể cộng đồng dân Chúa, hai con đã ký kết một giao ước hôn nhân công giáo, chính thức trở thành vợ chồng, trở thành một gia đình công giáo mới. Trong ngày vui hôm nay của hai gia đình, với sự hiện diện của bà con hai họ, của toàn thể quý khách xa gần và bạn hữu thân thương,
quý vị đã đến đây để chung vui với gia đình chúng tôi và cầu chúc cho hai con chúng tôi được trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Thật là hạnh phúc biết bao. Để đáp lại sự ưu ái của quý vị, chúng tôi nguyện xin Thiên Chúa ban môn ơn lành xuống cho quý vị. Xin kính chúc toàn thể quý vị sức khỏe dồi dào, gia đình bình an và thành công trong cuộc sống. Một lần nữa, thay mặt cho gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị họ nhà trai cũng như toàn thể quý khách. Xin chúc toàn thể quý vị một bữa tiệc vui tươi và ngon miệng. Gia đình chúng tôi xin trân trọng kính chào. Xin cảm ơn những lời phát biểu vừa rồi rất chân thành và đồng đầy ý nghĩa đến từ đại diện của họ nhà gái. Và cũng xin thay mặt cho tất cả quý vị con khách và đại diện của họ nhà trai xin chân thành cảm ơn họ nhà gái với sự tiếp đãi nồng hậu ngày hôm nay. Giờ đây xin mời hai vị đại diện sẽ cùng tiến lên và bắt tay nhau để kết nối tình tham gia chương trình này của hai họ tộc. Xin mời một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị. Và xin mời hai vị đại diện sẽ cùng nhau rời sân khấu để có thể chứng kiến những nghi thức tiếp theo. Giờ đây chúng ta xin mời quý vị hãy quay trở về sự chú ý dành cho cặp đôi ngày hôm nay, chứng kiến cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến đến thực hiện nghi thức cắt vần tình yêu. Chính khí cặp đôi thực hiện nghi thức cắt vần tình yêu đã là tượng trưng cho sự chi họp trẻ cù trong đời sống hôn nhân. Và giờ đây xin mời cặp đôi của chúng ta sẽ cùng nhau đi đến thắp ly để thực hiện nghi thức rót rượu sâm ban. Thank you.
trăm năm đã hoa, biết bao giấc mơ ngọt ngào. Đã từng khó xuyên qua đêm, tình mộng gối đã ướt đẫm. Chợt anh như hè qua, ngập tràn ấm áp nắng sớm. Dù hai ta ra đi và dù hai ta ra đi, vẫn còn đầy bóng dáng ngày ấy. Một điều xa xưa ta thề nguyện qua rồi. Cùng đi ngàn năm về sau mình vẫn có nhau. Tô màu lên trái hoa tình yêu chúng mình. Đất ta mà sương mù kia còn vương vấn, không buông bàn tay, đắm đuôi mê say. Let's go.
như là điều chính ngày hôm nay chủ đề là cô dâu của chúng ta. Tuyệt vời.
tonight. No one's gonna find us. We'll leave the world behind us. When I make love to you tonight, I celebrate my love for you and hope that deep inside you'll feel it too. Tonight our spirits will be climbing to a sky lit up with diamonds. When I make love to you tonight, tonight I celebrate my love for you and that midnight sun. Shining through tonight, there'll be no distance between us. What I want most to do is to get close to you tonight. We will both discover our friends turn into lovers when I make love. Tonight I celebrate my love for you and that midnight sun is gonna come shine. Distance between us. Yeah. What I want most to do is to get close to you tonight. I celebrate my love for you
gian quen, nợ duyên nào ai đưa lối, bắc cầu cho chúng ta, ta đã yêu nhau. Dạo ấy như nước như non sống bên nhau vẹn toàn. Em đã mang ân tình dịu êm tựa cơn gió sớm, dù cho lòng anh bớt đi bao nỗi gian truân. Dầu dãi phong sương, nắng ấm với mưa chiều, anh đã đem mắt nồng phủ lên đời tia nắng ấm, đã chiếu vào trong mắt em những lúc đỏ toàn hạnh phúc biết mấy. Bao nay mãi buồn đồng lòng cùng tát biển đông, dầu cho là con nước lớn, không ngại chi chúng ta chung sức chung đôi, giả sắt tim son bên nhau với nghĩa vợ tình chồng. Ông bà chủ hôn Họ Nhà Trai cùng với tất cả quý vị trong thân tộc Họ Nhà Trai, hôm nay Họ Nhà Gái chúng tôi tổ chức nghi lễ vu quy cho người con của chúng tôi, đó là cháu Nguyễn Mai Huyền Vi được sanh duyên cùng với chú rể Đặng Hoàng Thái, là người con người cháu của quý tộc Họ Nhà Trai. Và tất cả các nghi thức chúng tôi đã chuẩn bị, thì trước khi tiến hành các nghi thức, chúng tôi cũng xin được phép mời quý vị hai họ chúng ta dùng nước và nghỉ ngơi đôi chút để chúng ta tiến hành các nghi thức tiếp theo. Kính thưa toàn thể quý vị, nghi thức đón tiếp của Họ Nhà Gái chúng tôi đã xong. Giờ đây tôi xin sẽ nhường người lại phát biểu cho vị đại diện Họ Nhà Trai. Kính thưa quý vị họ tộc Nhà Gái hiện diện nơi đây,
Lời đầu tiên, quý tộc nhà trai chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất đến quý tộc họ nhà gái. Chúng tôi rất là vinh dự được quý vị đón tiếp một cách rất nồng nhiệt, tinh thần và sự đoàn kết yêu thương gắn bó. Một lần nữa chúng tôi trân trọng những tình cảm quý vị dành cho chúng tôi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày lành tháng tốt. Hai gia đình đã thống nhất và quý vị gia tộc họ nhà gái cho phép gia tộc họ nhà trai chúng tôi hôm nay được đưa lễ vật đến đây để xin phép quý vị cho chúng tôi đón cháu của chúng tôi là cô dâu Tuyên Vy về làm con, làm cháu trong gia tộc chúng tôi, cũng là bạn trăm năm của cháu Hoàng Thái. Thưa quý vị, giờ đây tôi xin phép giới thiệu lễ vật của họ nhà trai chúng tôi mang qua đây. Đầu tiên tôi xin giới thiệu, đây là khay rượu, trong đây có một cái nhầu rượu và hai cái ly, và có trà, có trầu cau đơn sẵn. Thưa quý vị, chúng tôi có đến là trầu và cau. Chúng tôi cũng có trà và rượu. Chúng tôi có mâm xôi, gà. Kế đến chúng tôi có một áo cưới rất là đẹp để chút xíu là cô dâu mặc về nhà chồng trong ngày trọng đại của ngày hôm nay. Và kế đến là chúng tôi có ngũ quả, trái cây. Và tiếp theo là bánh. Thưa quý vị, những lễ vật chúng tôi mới giới thiệu với quý vị nơi đây. Chúng tôi xin phép quý vị cho phép chúng tôi được đón cháu về làm dâu con, cháu con của gia tộc chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi cũng gửi cháu Hoàng Thái của gia tộc chúng tôi làm con, làm cháu của quý vị bên đây. Xin quý vị thương chấp nhận. Và nghi lễ chúng tôi đến đây trình bày xong, xin mời vị đại diện họ nhà gái. Vâng, xin cảm ơn vị đại diện họ nhà trai. Trước những cái ý tưởng tốt đẹp của quý vị họ nhà trai đã dành cho họ nhà gái chúng tôi, tất cả các nghi lễ, nghi thức được để xin đón cháu Uyên Vy về làm con, làm dâu trong gia tộc họ nhà trai, chúng tôi rất là vui mừng và sẵn sàng sẽ trao cháu Uyên Vy cho quý vị, quý tộc họ nhà trai, và nhất là chú rể Hoàng Thái là một người sẽ cùng với cháu Uyên Vy sánh vai trên suốt chặng đường sau này. Chắc chắn sẽ có nhiều gian nan và thử thách, nhưng chúng ta tin rằng hai cháu sẽ được Thiên Chúa chúc phúc, và nhất là được gia đình, họ nhà nội, họ nhà ngoại sẽ đồng hành và nâng đỡ các cháu trong bước đường sau này. Một lần nữa, họ nhà gái chúng tôi xin chân thành cảm ơn và đón nhận tất cả những tâm tình, những nghi lễ, lễ vật của họ nhà trai mang tới. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Đây là một cái áo mà mẹ của chú rể ủy quyền lại cho bác. Xin mời bác Vân ạ. Mẹ của cháu Uyên Vy sẽ trao cho cháu một chiếc áo đẹp nhất trong cuộc đời của người con gái. Giờ đây, chính người mẹ thân yêu của cháu sẽ dắt con ra để chào mừng quý vị họ tộc nhà trai cũng như quý vị họ tộc nhà gái, và nhất là được trình diện người chồng yêu quý của mình. Xin mời mẹ sẽ dắt con ra. Quý vị, trước mặt quý vị là một đôi trai tài gái sắc, một chàng rể hiền ưu tú và một cô dâu xinh đẹp đang đứng bên nhau trong ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời. Chúng tôi xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đứng lên để hướng về bàn thờ Thiên Chúa dâng lời tạ ơn. Thưa quý vị, giờ đây
Chúng tôi xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng dâng những lời cầu nguyện lên trước tôn nhan Thiên Chúa. Xin Thiên Cha và Con và Thánh Thần cầu xin Chúa giam lòng con ban xuống không ân của Chúa Trời, cho con suốt một đời ghi mãi lời thề ngày hôm nay. Xin Chúa ý a chứng nhận tâm tình hai vợ chồng con yêu nhau tình yêu sắt son, dẫu mai sau nước cạn đá quyết trung thành phong ba như lúc an lành, lòng anh vẫn chọn mối tình như thuở còn xanh. Xin chứng giam lòng con ban xuống hồng ân của Chúa Trời, cho con suốt một đời ghi mãi lời thề ngày hôm nay. Cha mẹ con hăm mai tình son của Chúa Trời, cho con giữ gia đình sống. Phương Thiên Chúa và kính nhớ tổ tiên của gia đình chúng tôi đã ăn xong. Giờ đây xin mời tất cả quý vị hai họ chúng ta an toàn để chúng tôi xin phép quý vị họ nhà trai cho chúng tôi làm nghi thức gia phong. Cũng xin được phép họ nhà trai để giới thiệu luôn và để cho các cha bác cũng như là các bậc trên của cháu Huyền Vi sẽ nhận cháu trong ngày trọng đại hôm nay. Trước hết về phía họ nội của cháu Huyền Vi, tôi xin được giới thiệu hiện nay lớn nhất là ông cậu của cháu Huyền Vi, thì xin mời ông cậu đứng lên để và hai con sẽ rót một ly rượu mời ông. Để ông ngồi tại chỗ luôn ạ, à, để hai con nó đến mời ông. Bây giờ là đốt hoa thì còn có người đông là lớn nhất, để hai con nhớ sau này mà. Luôn luôn là tôi chào ông. Và xin mời bác cô đi ạ. Bác Bùi là gần gũi với cháu Yên Vi lắm đó, khi cháu còn bé ta là bác được gần bác rất là nhiều. Xin mời bác Đào ạ. Có tâm tình gì với hai con? Xin mời bác Đức ạ. Mời hai bác Đức. Xin mời bác Đông. Chị đây bác Đông.
viên Quang Minh. Rồi xin mời hai bác Hòa và xin mời hai bác Huyền. Xin mời chú Thiên Công. Dâu rẻ xích qua bên đây cho chú thế. Dâu rẻ xích qua đây cho chú. Bắt đầu vào sang bên kia. Rồi đúng bên đây chào cho cháu cho nó có tiền. Mời chú chụp cái hình luôn. Chú Công xích qua đây đi. Rồi bắt tay cho. Rồi xin mời chú Chính nha. Có tiếng không ạ? Đây mình chú rồi. Vâng, kính thưa quý vị họ nhà trai, về phía bên đội của cháu Yên Vi đã xong. Giờ đây tôi xin được phép giới thiệu họ bên ngoại của cháu Yên Vi, tức là họ về bên mẹ của bà Thảo ạ. Thì trước hết, lớn nhất hiện nay ra bên họ nhà ngoại của cháu Yên Vi có bà bác. Xin mời bà bác đứng lên để chào quý vị họ nhà trai và hai con đến gần bà đi. Thì bà có gì bà tâm tình với con. Con Nam mời bà làm một ly rượu ngay được chồng cho tình yêu của hai con ạ. Chúng con xin cảm ơn bà bác. Vâng. Và kế đó xin mời bà dì. Còn về phía bậc cao niên của họ ngoại của cháu Yên Vi còn có bà bác Cửu nữa. Bà bác Cửu cũng rất là gần gũi với gia đình. Xin mời bà có tâm tình gì để gửi cho hai con. Con xin cảm ơn tất cả các quý vị cao niên của dòng họ chúng con. Giờ đây tôi xin được giới thiệu, xin mời bác Vân là bác của cháu Yên Vi, và cũng xin được giới thiệu đây là bà xã của tôi. Hai bác sẽ có một chút quà để mừng cho hai con trong ngày trọng đại hôm nay. Giờ đây xin mời công ơn Trinh Phương, xin mời ông mời vào bên trong. Công Trinh là cũng có những cái tình cảm đối với cháu Yên Vi lắm đấy, không biết anh cầu gặp cháu có nhớ không, bác thì bác vẫn nhớ. Đúng rồi, hồi xưa thì cậu cứ đi làm về là đi cháu gái mà con thích cái gì thì con giữ cánh gà, mà nói cái cánh gà đó chỉ có 5.000 đồng thôi. Là cứ suốt là cái cánh gà đó, cho nên đặt tên cho nó con cánh gà là chứ không biết. Hôm nay là ngày vui của hai con, cậu mở cũng có biết nói gì, cậu mở chỉ kính chúc cho các con được trăm năm hạnh phúc, cố gắng hạnh phúc, đẹp hơn cho hai con. Sau đây cậu có một chút quà gửi cho hai con, đó là một phần ý nghĩ gì đó thôi nhá, để làm sao mà trông được cậu được rồi. Rồi, bà cậu đứng lại đi, em nói đi. Xin mời chú gì Minh Hiền ở bên trong. Chia sẻ với chú. Giờ đây xin mời chú gì Vinh Tâm và xin được với giới thiệu quý vị hai họ. Dì Tâm cũng là mẹ đỡ đầu của cháu Yên Vi, thì hôm nay trong vai trò là cha mẹ đỡ đầu của cháu Yên Vi sẽ có một chút quà kỷ niệm để dành cho con của mình. Giờ đây xin mẹ có gì
ba hai mẹ có phát biểu gì cho hai con không? Xin mời câu mò toàn lên vào bên trong. Đấy. Cảm ơn cậu mở rất là nhiều. Đấy, xin mời chú gì Tài Liên và bên trong. Chú Tài đã phát biểu. À, xin mời cô Hoa, tức là một người bạn rất thân của dì Thảo, tức là mẹ của cháu đi đó, tức là cô Hoa là bạn thân của bà chủ hôn họ nhà gái, có một chút quà cho ngày vui mừng cho hai con. Xin cô Hoa có phát biểu gì cho ngày vui của cháu. Tôi xin được giới thiệu có một người bạn của cháu Ngân. Người bạn tên là Ngân, là bạn của cháu Vi từ nước ngoài trở về, cũng có mặt trong ngày vui của cháu hôm nay. Xin mời bạn Ngân vào bên trong. Cũng là rất hân hạnh cho cháu Yên Vi, một người bạn cũng đi xa được mấy năm rồi, hôm nay trong ngày vui cũng có mặt chúc mừng cho người bạn của mình. Sau cùng xin được giới thiệu hai nhân vật đặc biệt nhất của gia đình ông bà chủ hôn, tức là hai em Nhi và Ngân, là hai người em út của cô dâu Yên Vi. Xin mời hai con ra để tâm tình với quý vị hai họ, cũng như là có quà để tặng cho anh chị của mình. Các con có phát biểu gì không? Rất nhiều vui của gia đình của con chúc cho hai chị trăm năm hạnh phúc và sớm chăm sóc con để cho con lên chức gì sớm sớm. Chúc cho Nguyên Vi mau các em bé để con được lên chức, để con nhỏ quá. Rồi, bác đã cảm ơn hai con và kính thưa toàn thể quý vị họ nhà trai, vấn đề quan trọng nữa đó là bây giờ là cuối cùng là tôi xin được nhường lời lại cho ông bà Thế, là bố mẹ của cháu Yên Vi, có những tâm tình gì dành cho người con gái của mình trước khi con lên xe hoa bước về nhà chồng. Xin mời ông bà Thế. Hôm nay ông xin phép các bác bên khí hậu nhà trai cho con gửi cho hai con của chúng tôi. Thực sự ra lấy giờ thì các cô, các cậu, các chú, các bác và các ông đã gửi lời chúc rất là tốt đẹp đến cho hai con. Thì hôm nay là ba cũng không có biết nói gì nhiều hơn nữa, thì ba cũng cầu mong làm sao cho các con. Cái ngày hôm qua các con thầy hứa trước bàn thánh, các con hứa như thế nào các con cố gắng thực hiện như vậy trong cái suốt cuộc đời của các con. Và mẹ cũng mong cho các con là nếu bác hạnh phúc của các con thì cũng như là hạnh phúc của bố mẹ đôi bên và của các ông các bà các dòng họ mình đồng bạn luôn. Con cố gắng hai con thì ba mẹ cũng có quà để làm cái hành trang cho nó lẹ bỏ hệ con. Nhớ mãi những lúc ấu thơ, nhớ mãi không quên, không bao giờ quên. Dù ngày mai đời cuốn số con trôi về đâu, tình mẹ luôn mênh mông biển khơi, tình cha luôn lớn lao như trời cao. Hôm nay là đi chùa.
Kính thưa toàn thể quý vị hai họ, tôi xin cảm ơn ông Bà Thế đã có những tâm tình để trao cho con của mình trước khi con lên xe hoa về làm dâu tổ tiên họ nhà trai. Giờ đây các nghi thức về trong buổi lễ vu quy của họ nhà gái chúng tôi kết thúc. Giờ đây tôi xin được phép nhận lời lại cho vị đại diện họ nhà trai. Xin kính mời ông. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác, cậu mợ của hai gia đình. Nghi thức xin dâu hôm nay thật trang trọng, ý nghĩa và rất tình cảm. Đã xong. Và giờ đây xin phép và quý tộc họ nhà gái cho phép chúng tôi được chính thức đón cháu Uyên Vi về làm cháu, làm con của gia tộc chúng tôi. Xin phép mời các họ gái lên nhận cháu. Thưa quý vị, sự hiện diện của quý vị trong ngày trọng đại của cháu Uyên Vi và cháu Hoàng Thái về bên phía gia đình chúng tôi, trân trọng kính mời toàn thể quý vị họ nhà gái tháp tùng với đoàn nhà trai chúng tôi đưa cô dâu Uyên Vi về nhà chồng. Chúng tôi sẽ trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng với gia đình chúng tôi ra nhà hàng, chúng ta cùng giao lưu chung vui với gia đình hai họ trong ngày hạnh phúc của các cháu. Xin trân trọng. Ông họ nhà trai chúng tôi rất là hân hoan vui mừng và được lời mời chân tình của vị đại diện họ nhà trai cũng như toàn thể quý cha bác họ nhà trai. Giờ đây chúng tôi sẽ cùng với cô dâu và chú rể tiến bước về họ nhà trai để bên gia tộc họ nhà trai sẽ làm nghi thức của gia đình. Tình đưa đôi, tình yêu nồng nàn.
kìa nhìn xem anh ơi, nhà ai đang cưới thật vui. Bao cái trai trong làng rộn ràng chờ xem duyên mới. Đám rước dâu về làng họ hàng mừng vui ra đón. Cô dâu xinh tuyệt vời trong chiếc áo dài Việt Nam. Kìa nhìn xem anh ơi, ngoài kia đám cưới thật vui. Bao trái tim rộn ràng rạo rực tình yêu đôi lứa. Tiếng hát ca vang lừng chào mừng ngày vui duyên mới. Ông tơ xe chị hồng đôi Thiên Chúa. Phần thứ hai là kính nhớ tổ tiên. Và phần thứ ba
là chúng ta nhận họ và cho cháu nhận quà. Xin quý vị chúng ta tập trung về hướng bàn thờ để chúng ta tổ chức và thực hiện cái nghi thức cảm tạ Thiên Chúa. Xin mời hai cháu lên, mời anh chị lên. Và hôm nay chúng ta hướng về lạc ở Thiên Chúa, chúng ta tổ chức cái nghi thức cảm tạ Thiên Chúa. Như Thiên Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, thay mặt cho gia tộc chúng con xin cảm tạ Chúa. Xin cho họ biết chu toàn bổn phận của mình trong gia đình, góp phần làm rạng rỡ gia phong. Xin Chúa cũng khuyên ban mua ơn lành cho đôi bên gia đình, nhà trai và nhà gái chúng con, để mọi người trong gia đình chúng con thông cảm, hiểu nhau hơn, cùng xây đắp cho gia đình hạnh phúc cho anh, hạnh phúc cho em, hạnh phúc đôi mình. Được Chúa chung vai ngày tháng tương lai, tình nồng thắm mãi. Hạnh phúc trong ta nợ giữa bao la, hạnh phúc trong ta nợ khung tình ca. Trước bàn thờ cùng dâng mộng đời tương lai, hứa yêu nhau ngàn sau, chọn lời giao ước. Đời có đôi tình ngát vui, đời có đôi tình không rơi. Hạnh phúc cho anh, hạnh phúc cho em, hạnh phúc đôi mình. Được Chúa chung vai ngày tháng tương lai, tình nồng thắm mãi. Hạnh phúc trong ta nợ giữa bao la, hạnh phúc trong ta nợ khúc tình ca. Xin phép quý vị chúng ta lắng đọng một giây phút để tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Xin cháu cho nhạc lên nhạc. Ôi con nằm giữa tình yêu, và dạy con bằng tiếng thương yêu. Là mùa bé nhỏ tài cơ, con nhớ mẹ cha mới trở nên vui. Bàn tay cha trong sữa mẹ, xin ghi nhớ không bao giờ quên. Xin ơn chế mơ suốt muôn nhà, thương mẹ cha ngày mang mang hoa, bao nhầm ngày sinh trái đơm hoa. Xin cho con lời giữa gia đình, sống làm sao đền đáp thân sinh, ở biển trời khi mang trong linh. Xin Thiên Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Thưa quý vị, nghi thức cảm tạ Thiên Chúa kính nhớ đồng nghi đã xong, và xin mời quý vị tọa và dùng nước. Ngày hôm qua là mẹ đã trao cho con dâu rồi, hôm nay bố cũng muốn làm đẹp cho con trai mình. Thì bố có mắc quạt nhỏ nhỏ gì tự quý vị cũng biết nhá, để bố trình diện chúng ta cho chàng hôm nay ạ. Và cũng và xin quý vị cho chàng bóp tay ạ. Và xin mời bác Bảo. Anh chị Tú.
Xin quý vị chân thành bắt tay ạ. Dạ chăng một ngày nữa với anh. Rồi cái thế là một người anh đặc biệt, một người anh tiên phong. Cũng chuẩn bị, anh đúng là anh đúng là anh đúng là không chuẩn bị. Sau anh Phong xin mời bác Huệ chuẩn bị. Cho Phong chào chúng ai ạ, tôi đâu biết anh cũng chào xin xin mái cho anh Phong, chứ anh Phong lấy hết rồi ạ. Bác Quân, bác Huệ đi xong xin mời hai bác họ ạ. Xin báo cáo nghi thức nhận họp và trao quà. Thực sự là cũng còn một số người ấy, nhưng mà vì quý vị còn lại là muốn lên cả vợ cả chồng. Nhưng mà tí xíu hẹn lại là ra nhà hàng trao cho hai cháu ngày đấy. Và nghi thức nhận họp và trao quà cho hai cháu ngày hôm nay kết thúc. Xin quý vị dùng trà. Và tiếp theo là chúng tôi cũng xin mời tất cả quý vị hoặc nhà gái cùng theo cái đoàn nhà trai chúng tôi, chúng ta sẽ ra nhà hàng để dùng bữa tiệc liên hoan trong ngày gặp lại của ngày hôm nay. Anh khúc xuân hồng.
sẽ được cùng cô dâu Uyên Vy. Giờ đây xin phép được chính thức bắt đầu với những tràng pháo tay thật lớn và thật đồng nhiệt của toàn thể quý vị. Something no one's
hãy luôn xin cho anh nghe mọi khó khăn từng đường đầu một hạnh phúc giữ gìn cho nhau. Kính mời.
Vâng, và giờ phút này đây đứng trước mặt toàn thể quý vị đoàn khách Đội Ương Hoàng Thái và Quyên Vy, cũng được tất cả quý vị đã hiện diện cho xoài tên một lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị quan khách, các chị và các bạn trẻ thân mến, trước khi chúng ta cùng bước vào phần chính của buổi lễ trao tặng tình yêu ngày hôm nay, giờ đây xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng lắng nghe những lời phát biểu của nhị vị đại diện hai gia đình. Với phía họ Tần nhà trai, chúng tôi trân trọng kính mời chú Hùng. Giờ đây sẽ có được lời gửi tất cả quý vị quan khách, trân trọng kính mời chú. Kính thưa quý vị, lời đầu tiên tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể quý vị hiện diện trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tôi là chú của chú rể Hoàng Thái, đại diện cho gia tộc họ nhà Trang. Xin chân thành cảm ơn quý cụ, quý ông, quý bà, cô dì, chú bác, cậu mợ, anh chị em của đại hai gia đình. Xin chân thành cảm ơn quý vị khách quý, các bạn trẻ nam nữ của hai cháu cũng có mặt trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Sự hiện diện của quý vị trong ngày trọng đại của hai gia đình chúng tôi, đặc biệt hôm nay là hôn lễ thành hôn cho hai cháu Hoàng Thái và Uyên Vy. Quý vị không quản ngại đường xá xa xôi, thời tiết nắng nóng, đã đến đây chúc phúc cho tình thông gia giữa hai gia đình chúng tôi luôn luôn bền chặt. Chúc cho cô dâu chú rể những lời chúc thật tốt đẹp, trăm năm hạnh phúc. Chúng tôi xin hết lòng cảm ơn. Chúng tôi cũng cáo lỗi đến toàn thể quý vị, sự đón tiếp của gia đình chúng tôi chưa được đầy đủ và nhiều thiếu sót, xin quý vị hết sức thông cảm. Chúng tôi cũng xin cảm ơn Trung tâm Tiệc Cưới Cát Tường Garden đã đồng hành cùng gia đình chúng tôi tổ chức ngày hôn lễ hôm nay thật trang trọng, lịch sự và ôn cúng. Và cuối cùng, tôi xin kính chúc cho toàn thể quý vị ở đây và gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin mời quý vị dùng bữa tiệc trưa nay thật ngon miệng, vui vẻ và thật ý nghĩa. Và bây giờ nghi thức tôn giáo làm phép của anh, xin mời ông Phạm Ngọc Thảo. Xin mời cậu ạ. Theo khi thức tôn giáo thì trước khi ăn chúng ta xin Chúa thánh hóa quả và xin mọi người chúng ta cùng hiệp ý. Nhân dân cha và con và thánh thần Amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, cha và con và thánh thần Amen. Vâng, và chúng ta đây, chúng ta sẽ cùng đến với phần phát biểu của vị đại diện bên phía họ Tổng và nhà gái ạ. Dạ vâng, và vừa rồi với những lời phát biểu vừa rồi của vị đại diện họ Tổng nhà trai đã cùng thay mặt cho hai gia đình, tôi muốn gửi những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả quý vị quan khách. Từ đây chúng tôi trân trọng kính mời nhị vị đại diện của hai gia đình chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các bạn từ danh dự. Trân trọng kính mời. Và kính thưa quý vị quan khách, chúng ta sẽ cùng đặt cho tư tưởng của chủ đề sân khấu của chúng ta ngày hôm nay những nhận thức thật lắng động để chúng ta một lần nữa cùng nhìn ngắm lại những khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc của Đô Liên Hương với phần nghi thức khai rổ và các bánh cưới. Và xin mời Đô Liên Hương cùng nhau tiến về phía bên bàn đặt bánh và đôi bạn trẻ sẽ cùng nhau tay trong tay các chiếc bánh tình yêu trên đường những kỷ niệm ngọt ngào và hạnh phúc nhất mà đôi bạn đã cùng dành tặng cho nhau. Vâng, và xin mời đôi ương tiếp tục khơi nguồn cảm xúc qua nghi thức cà rượu sân bay. Và kính thưa các vị quan khách, những chai rượu sân bay chứa đựng những kỷ niệm nồng nàn và say đắm nhất mà đôi bạn trẻ đã cùng dành tặng cho nhau trong những năm tháng đôi bạn quen biết và tìm hiểu. Giờ đây họ sẽ cùng nhau tay trong tay dốc lên tháp rượu những lần sự đầu tiên trong ngày vui ngày phúc của chính mình.
để các đội chơi vui một ngày mời chú hôm nay tôi muốn xin lại và diễn dụng của những bậc là cha là mẹ. Không có một ngôn từ nào có thể diễn tả cho hết nó cho chú trong ngày vui ngày phúc của chính mình. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng dâng lên cha mẹ nơi đây những lời chúc mừng đầu tiên để chứng tỏ lòng thầy hiếu của bậc làm con. Chú
Thank you.
Thank you.
phúc nói cười, chỉ mong thế thôi. Đến tận cuối cùng, từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, cùng giữ tay nhau thật lâu, thề hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Sánh đôi hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi. Đến tận cuối cùng, từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, cùng giữ tay nhau thật lâu, thề hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời.